Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học địa lý lớp 10 của trang web bingclass.com. Và như vậy, cô trò chúng ta đã cùng trải qua một quãng đường khá là dài. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài cuối cùng của chương trình địa lý lớp 10. Hy vọng với những video bài giảng như thế này sẽ giúp các em học tập tốt hơn và ngày càng yêu môn địa lý hơn. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài cuối cùng, đó chính là bài 42, Môi trường và sự phát triển bền vững. Trong bài học này thì chúng ta sẽ tìm hiểu, đầu tiên đó chính là sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển. Và nội dung thứ hai, vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển. Nội dung thứ ba, vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển. Và để bắt đầu vào bài học ngày hôm nay thì các em hãy nhắc lại cho cô khái niệm môi trường là gì. Như vậy là các em đã nắm rất chắc nội dung kiến thức của bài cũ rồi. Và sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần đầu tiên, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao phải sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên? Nguyên nhân là do loài người đang phải đứng trước những thử thách lớn. Đó chính là nguồn tài nguyên trên trái đất thì đang ngày càng bị cạn kiệt, môi trường thì bị suy thoái. Trong khi đó, các yêu cầu của sự phát triển lại không ngừng tăng lên, nền sản xuất xã hội không ngừng được mở rộng. Các nhà khoa học đã phải báo động về nguy cơ mất cân bằng sinh thái, về khủng hoảng môi trường. Chúng ta có thể thấy được rằng, lỗ thủng của tầng ozone thì ngày càng rộng ra. Những cánh rừng bị khai thác bừa bãi, không có kế hoạch hợp lý và không được bảo vệ, phục hồi, do đó trở thành những vùng trơ sỏi đá. Hay những dòng sông với ngập đầy toàn rác là rác, khiến cho cá chết nổi trắng mặt sông. Chính những vấn đề, những thử thách đó khiến cho con người đã phải đặt ra một mục tiêu để phát triển bền vững. Vậy thì phát triển bền vững là gì? Đó chính là sự phát triển đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm hạn chế sự phát triển của thế hệ tương lai. Phát triển bền vững sẽ phải được thể hiện trên ba mặt. Đó chính là phải phát triển bền vững về mặt kinh tế, bền vững về mặt môi trường và bền vững về mặt xã hội. Ba vấn đề này thì có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cô có thể lấy ví dụ, nếu như môi trường bị suy thoái thì kinh tế rất khó để có thể phát triển được. Hoặc nếu như kinh tế kém phát triển thì sẽ khiến cho môi trường bị hủy hoại. Những vấn đề về môi trường mà loài người đang phải giải quyết trước hết là hậu quả của sự tác động không hợp lý của con người tới môi trường. Điều này đòi hỏi phải có sự phối hợp, nỗ lực chung của các quốc gia, của mọi tầng lớp trong xã hội. Hội nghị thượng đỉnh trái đất ở Rio de Janeiro tháng 6 năm 1992 thể hiện sự nỗ lực chung đó của các quốc gia và toàn thế giới. Muốn giải quyết được vấn đề môi trường, trước hết cần phải chấm dứt chạy đua vũ trang, chấm dứt chiến tranh. Các nước phát triển cần phải giúp các nước đang phát triển thoát khỏi nghèo đói. Phải áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để kiểm soát tình trạng môi trường. Phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, giảm bớt các tác động xấu đến môi trường. Và phải thực hiện các công ước quốc tế, luật môi trường. Vậy thì đối với các nước phát triển, vấn đề môi trường và phát triển như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển. Đối với các nước phát triển thì những vấn đề môi trường ở các nước này chủ yếu gắn với sự phát triển của công nghiệp và những vấn đề của đô thị. Các vấn đề lớn mà các nước phát triển đang gặp phải kể đến như là hiệu ứng nhà kính, hiện tượng mưa axit hay là thủng tầng ozone. Những vấn đề lớn này thì đều từ các trung tâm phát thải khí lớn của thế giới như là các nước EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Chính vì những vấn đề này mà các nước phát triển cần phải đưa ra những giải pháp. Giải pháp đầu tiên đó chính là phải ký nghị định thư Kyoto. Nghị định thư Kyoto là một nghị định liên quan đến công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu tầm quốc tế của Liên Hợp Quốc với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Giải pháp tiếp theo là phải nghiên cứu và phát triển các công nghệ thân thiện với môi trường. Chúng ta có thể quan sát cho cô về sự tham gia nghị định thư Kyoto.
Những nước màu xanh lá chính là những nước có ký kết và phê chuẩn hiệp ước. Chúng ta thấy được rằng hầu như các nước trên thế giới đều đã ký kết và phê chuẩn hiệp ước này. Những nước màu xám là những nước chưa được quyết định, và màu xanh dương là những nước không có ý định phê chuẩn. Ở đây chúng ta thấy được rằng Hoa Kỳ là một trong những nước phát thải lớn nhất các loại khí gây hiệu ứng nhà kính, nhưng chính phủ Hoa Kỳ lại không tham gia kiến nghị định thư Kyoto. Và đây cũng là một trong những vấn đề khiến cả thế giới phải lo lắng. Và chúng ta hãy quan sát một số hình ảnh về những vấn đề mà các nước phát triển gặp phải, như là hiện tượng hiệu ứng nhà kính khiến cho trái đất ngày càng nóng lên, hay là một cánh rừng sau khi trận mưa axit vừa xảy ra, rồi hiện tượng lỗ thủng của tầng ozone ngày càng rộng ra. Nhiều nước công nghiệp phát triển hiện nay thì đã bảo vệ tốt hơn môi trường của nước mình. Tuy nhiên thì nhiều công ty tư bản đã chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển. Điều này thì làm cho vấn đề môi trường ở các nước đang phát triển ngày càng thêm phức tạp. Và đó chính là vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển. Vậy thì đối với các nước đang phát triển, vấn đề môi trường sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển. Đầu tiên, chúng ta phải thấy được rằng các nước đang phát triển là nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường và phát triển. Các nước đang phát triển thì chiếm tới hơn 1/2 diện tích lục địa. Đây là khu vực rất giàu tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta có thể thấy khu vực châu Phi là nơi tập trung rất nhiều các nước đang phát triển. Nơi đây có nguồn tài nguyên vô cùng phong phú và đa dạng. Tuy nhiên thì những nước đang phát triển cũng là nơi đông dân, nghèo đói và chậm phát triển về kinh tế. 3/4 dân số thế giới sống ở các nước đang phát triển. Và ở đây thì cũng xảy ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng như là thiếu vốn, thiếu công nghệ, nợ nước ngoài, chiến tranh, xung đột, bùng nổ dân số, nạn đói và bị các nước lớn bóc lột tài nguyên. Có thể nói, sự chậm phát triển, sự hủy hoại môi trường, sự bùng nổ dân số là những cái vòng luẩn quẩn mà các nước đang phát triển bị trói buộc, cần phải tháo gỡ để thoát khỏi nghèo đói. Như ở trên chúng ta đã nói, ở các nước đang phát triển thì xảy ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Một trong số đó phải kể đến, đó chính là hiện tượng bùng nổ dân số. Vậy thì các em hãy cho cô biết, khi tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên đạt ở mức nào sẽ dẫn đến hiện tượng bùng nổ dân số? Và các em đã trả lời rất chính xác câu hỏi của cô. Hiện tượng bùng nổ dân số xảy ra khi tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên đạt mức trên 2,1%. Và sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về thực trạng khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường ở các nước đang phát triển. Chúng ta có thể thấy được rằng, việc khai thác và chế biến khoáng sản có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế ở nhiều nước đang phát triển. Ví dụ như đó là nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi, Mỹ Latin. Các nước tư bản chủ nghĩa phát triển với nền công nghiệp phát triển cao và lâu đời là các nước nhập khẩu khoáng sản chủ yếu. Tuy nhiên hiện nay, ở các nước đang phát triển, tài nguyên khoáng sản bị khai thác một cách quá mức. Khai thác rừng thì lại không đi đôi với việc phục hồi. Chúng ta có thể quan sát một số hình ảnh. Đối với tài nguyên đất thì việc canh tác không hợp lý dẫn đến tình trạng đất bị hoang mạc hóa. Chúng ta có thể quan sát một hình ảnh là hiện tượng hoang mạc hóa diễn ra ở Ninh Thuận, Việt Nam. Hay là hiện tượng thiếu nước sạch cho đời sống. Vậy thì đối với những vấn đề đặt ra ở các nước đang phát triển, cần phải có những giải pháp như thế nào? Đầu tiên, cần phải khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Cần phải giảm tỷ lệ gia tăng dân số, chống đói nghèo. Hay như một khẩu hiệu trong chính sách dân số ở Việt Nam, đó chính là chỉ đẻ 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt. Một giải pháp tiếp theo là phải phát triển công nghệ, phát triển các năng lượng sạch, ví dụ như năng lượng gió hay năng lượng mặt trời. Cần phải phối hợp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững trên toàn thế giới. Vì một thế giới xanh, sạch, đẹp. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bài học cuối cùng của chương trình Địa lý lớp 10. Các em có thể tham khảo thêm các bài giảng của trang web binclass.com. Cô chúc các em học tập thật tốt.